Nếu như quý vị hôm nay đi khám bệnh hay là đang chăm sóc người nhà, đang nằm viện, thì chắc hẳn quý vị sẽ có câu trả lời là thái độ, cách ứng xử của nhân viên y tế đã có sự thay đổi hay chưa khi mà toàn ngành y tế đang thực hiện những giải pháp rất quyết liệt nhằm thay đổi cung cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Trong khi cơ sở vật chất còn đang gặp khó khăn, thiếu thốn, thì cuộc vận động đổi mới, phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế thực sự là một bước đột phá mà nhân dân cả nước đang mong đợi. Ở Hải Phòng, những nỗ lực đó đã đạt kết quả ra sao? Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng với nhóm phóng viên Vì Cộng Đồng ghi nhận tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố. Giờ sáng, khoa khám bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng chật kín người. Trong sự đông đúc ấy, chúng tôi và những người đến đây khám bệnh đã nhìn thấy nhiều sự thay đổi từ khoa. Những nhân viên y tế hướng dẫn giúp người đến khám không mất thời gian tìm kiếm và làm thủ tục. Người dân đã cảm nhận được một số thay đổi trong giao tiếp từ các nhân viên y tế đến việc cải cách thủ tục hành chính. Việc xây dựng thêm khu khám bệnh, chữa bệnh hiện đại đã góp phần giảm tải cho bệnh viện và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. So với năm trước với năm nay, bệnh viện là khang trang, sạch đẹp hơn rất nhiều. Thái độ của nhân viên phục vụ rất là nhiệt tình, chu đáo. Hôm nay tôi cho con đi khám hơi muộn nhưng mà các bác sĩ là rất là chu đáo, tận tình. Xin chào, xin lỗi và xin phép. Những từ tưởng rất đơn giản trong giao tiếp lại được đưa vào xây dựng giáo trình về kỹ năng giao tiếp cho y bác sĩ, nhất là đội ngũ điều dưỡng và hộ lý. Bởi chính họ là những người mà bệnh nhân sẽ tiếp xúc đầu tiên và đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh của nhân viên y tế. Trẻ em khác hẳn với người lớn, chính vì vậy mà cái sự gần gũi của các cô điều dưỡng, sự thân thiện gần gũi cũng như là cái sự nhiệt tình rồi là kiên trì dỗ dành các cháu khi mà thực hiện các cái kỹ thuật cho các cháu thì khác hẳn với người lớn là các cháu rất dễ là khóc rồi phải dỗ dành, thì điều dưỡng cũng là người thực hiện những cái việc chăm sóc gần gũi đó giống như con của chúng ta ở nhà. Chắc chắn khi đến bệnh viện mà được các nhân viên bảo vệ chỉ đường, điều dưỡng chào hỏi thân thiện thì người bệnh sẽ có tâm lý thoải mái, an tâm. Ở tuyến dưới, chúng tôi cũng nhận thấy rõ sự thay đổi rõ nét ở Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên. Khuôn viên sạch sẽ, rộng rãi, có đủ cây xanh bóng mát. Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị được đầu tư nâng cấp, trở thành bệnh viện tuyến huyện hiện đại nhất thành phố. Ngay khi ký cam kết với Bộ Y tế, Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên đã áp dụng quy tắc ứng xử cho toàn cán bộ viên chức của bệnh viện. Thay đổi phong cách, thái độ phục vụ của người bệnh hướng đến sự hài lòng người bệnh chính là thay đổi cái mối quan hệ giữa người thầy thuốc, người cán bộ y tế với bệnh nhân. Từ đó thay đổi được cái nhận thức và tiến tới được thực hiện cái hành động. Có như vậy thì cái sự thay đổi nó mới mang thực chất và mang tính chất bền vững, không phải là hình thức mang tính chất phong trào. Người bệnh chính là cái người mà mang lại cái công việc, cái nguồn sống cho người cán bộ y tế. Từ đó mà chúng ta phải xóa bỏ đi cái tư tưởng thái độ ban ơn rồi là vô cảm. Hơn một năm đi vào hoạt động, phòng công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên gồm hai tổ hỗ trợ người bệnh và tiếp sức người bệnh với trang phục riêng, hàng ngày có mặt tại tiền sảnh phòng khám với nhiệm vụ giúp đỡ bệnh nhân tiếp cận nhanh với các dịch vụ, giảm thời gian chờ đợi khám bệnh. Những bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn được giúp đỡ kịp thời. Với các hoạt động thiết thực, phòng công tác xã hội trợ giúp đắc lực cho bác sĩ, tạo ra mối thiện cảm, sự gắn kết giữa bệnh nhân, bệnh viện, người nhà bệnh nhân, góp phần làm hài lòng người bệnh. Bệnh viện cho có người hướng dẫn, chỉ cho từng khu vực, mà đi đến đâu cũng rất thuận tiện, dễ, không có gì khó khăn cả. Bệnh nhân đến là và các bác sĩ rất vui vẻ để giúp đỡ những người bệnh. Quyết tâm đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã phát động các phong trào thi đua sâu rộng đến từng cán bộ, đoàn viên. Bệnh viện thành lập phòng chăm sóc khách hàng gắn với nhiệm vụ truyền thông giáo dục sức khỏe tại các khoa khám bệnh, tăng cường đưa đường dây nóng 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý kiến nghị của người dân về chất lượng dịch vụ khám và chữa bệnh, duy trì hòm thư góp ý. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, bệnh viện phát phiếu lấy ý kiến của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân theo mẫu của Bộ Y tế. Theo lãnh đạo một số bệnh viện, việc thay đổi phong cách, thái độ ứng xử với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân là một việc khó, cần thêm thời gian và sự nỗ lực để cuộc phát động đổi mới toàn bộ ngành y tế không chỉ là khẩu hiệu. Đối với những nhà quản lý, thì cái việc đầu tiên là phải giám sát, phải đôn đốc, phải kiểm tra
đồng thời là phải có những cái rút kinh nghiệm và lấy cái sự hài lòng của người bệnh làm thước đo để chúng tôi đánh giá nhân viên của mình. Theo thống kê, năm 2016, trong 45 cuộc gọi đến đường dây nóng của Sở Y tế là 0313745702 đã có nhiều cuộc phản ánh đúng thực trạng thái độ ứng xử, tác phong nghề nghiệp của nhân viên y tế một số nơi. Tất nhiên, không phải mọi bức xúc chưa hài lòng của người dân đều được phản ánh qua đường dây nóng, nhưng rõ ràng là ngành y tế đã xem đây là công cụ hữu hiệu để đánh giá sự thay đổi trong cách ứng xử của nhân viên y tế. Tuy nhiên, Sở Y tế Hải Phòng cũng thẳng thắn nhận định những hạn chế thiếu sót còn tồn tại như việc tổng hợp ghi chép thông tin, ý kiến phản ánh còn hạn chế, chưa rõ người rõ việc, một số nơi chưa hẹn thời gian trả kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cho người bệnh. Việc thực hiện đăng ký qua tổng đài 1080 qua mạng Internet còn khá khiêm tốn, tập trung chủ yếu ở bệnh viện tư nhân. Tôi là một người dân, tôi cũng mong muốn làm sao cái đội ngũ y tế của mình, thứ nhất là nâng cao trình độ nhiều hơn nữa và phát triển được cái tay nghề nhiều hơn nữa. Chỉ mong là cái làm cái kết quả đấy là nó nhanh một chút. Sao mà nhanh chóng là muốn kiểu như kết quả của bệnh nhân làm sao mà chính xác. Chữa trị cho con em không những là ở khu thành thị và khu nông thôn một cách tốt hơn. Tôi chỉ mong là coi như là bác sĩ làm sao cứ nhiệt tình, đấy mà đúng bệnh, đúng coi như là thuốc. Đội ngũ y bác sĩ cứ duy trì được với cái tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Nói chung là như bây giờ là tôi cảm thấy rất là hài lòng. Có thể khẳng định, thay đổi phong cách, thái độ ứng xử cần phải thay đổi tư duy và nhận thức của y bác sĩ. Chúng ta phải thay đổi từ tư duy cái tổ chức quản lý của mình và cái người điều dưỡng cũng như là bác sĩ của chúng ta phải xác định luôn luôn đến cái hài lòng của người bệnh là mục đích, là cái trung tâm mà hướng tới, và chúng ta phải đạt được chuyện đó. Chúng ta biết rằng người bệnh đến thì cũng rất là nhiều đối tượng và nhiều lứa tuổi khác nhau, tùy theo từng đối tượng, từng người bệnh chúng ta làm sao phải phục vụ tốt nhất để đáp ứng được sự hài lòng, chứ không phải người ta đến để người ta cầu xin mình để được sự ban ơn, mà đấy là trách nhiệm và tình cảm của một người cán bộ y tế đối với người dân. Bộ Y tế cũng lường trước được những khó khăn hạn chế sẽ gặp phải. Khó khăn lớn nhất là thay đổi nhận thức của mỗi nhân viên y tế, từ đó mới thay đổi hành vi của mỗi người. Mỗi nhân viên y tế phải hiểu được việc thay đổi thái độ phục vụ người bệnh là trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Trong quá trình thực hiện, cũng sẽ có các chế tài xử phạt cụ thể với các cá nhân có thái độ thờ ơ, cáu gắt, hách dịch cửa quyền, có biểu hiện nhận tiền, quà, gây phiền hà cho người bệnh. Đối với ngành y tế là chúng tôi mỗi một năm chúng tôi cũng đều chỉ đạo là sơ kết, đánh giá, nghiêm túc nhìn nhận những việc đã làm được, những cái gì đã chuyển biến rõ nét, những gì còn đang tồn tại. Và thực hiện theo các kênh khác nhau, rồi hệ thống đường dây nóng để lắng nghe ý kiến của người dân, cũng như là phát cái phiếu thăm dò đối với người bệnh và phát phiếu thăm dò đối với cán bộ, nhân viên y tế. Chúng ta đánh giá tổng thể các cái kênh như vậy và lắng nghe thêm những cái ý kiến mỗi một khi đi tiếp xúc cử tri tại các cái địa bàn để chúng ta đánh giá thêm là hiện nay người dân đã có cái nhìn nhận như thế nào về ngành y tế. Ngoài cái việc về cái sự quan tâm của thành phố về nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, thì riêng về cái tinh thần thái độ, về cái tính chuyên nghiệp thì chúng tôi tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và đặc biệt là đưa ra những cái chế tài nghiêm khắc trong cái việc là thực hiện đối với lại những cái cán bộ khi mà có những cái vi phạm trong cái ứng xử đối với người bệnh. Sự thân thiện từ y bác sĩ là điều mà bệnh nhân và người nhà mong đợi. Nhưng để thái độ ứng xử của nhân viên y tế thay đổi cũng rất cần sự phối hợp từ chính bệnh nhân và người nhà, bởi điều này sẽ giảm được những ức chế cho cả hai phía trong một môi trường làm việc quá tải và căng thẳng như ở bệnh viện. Hãy để người dân giám sát, hãy để cộng đồng xã hội giám sát và ngành y tế kiên quyết, kịp thời trong xử lý thì chuyển biến sẽ đến. Thưa quý vị, bên cạnh việc đổi mới về phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, thì chúng tôi tin rằng các chế độ chính sách dành cho cán bộ y tế, nhân viên y tế cũng hết sức quan trọng. Cùng với đó là sự đổi mới trong cơ chế hoạt động tài chính trong lĩnh vực y tế. Các đơn vị sự nghiệp công cần phải tính đúng, tính đủ và thu đúng, thu đủ, gắn tới y tế toàn dân.
chúng ta cũng mong mỏi rằng mỗi nhân viên y tế sẽ là một tấm gương sáng về trình độ chuyên môn, về đạo đức nghề nghiệp để không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân mà còn để lại những tình cảm tốt đẹp về đạo lý làm người, để mỗi khi nhớ tới màu trắng của chiếc áo blue sẽ là hiện thân của danh dự, tri thức và nhân cách.